Bây giờ đẹp quá rồi đúng không? Vâng, bây giờ em chẳng biết là làm nào, bây giờ chỉ biết là này là đẹp lắm rồi, cũng không có mong ước gì hơn. 13 cân đến 23 cm rồi là bây giờ hôm nay sướng rồi, không biết là làm gì nữa rồi đúng không? Eo của chị bảo chị còn 60 chị ạ. À, eo chỉ còn có 60 thôi. Em xin phép chuyên gia Nguyên bà chị Nga nhá. À đây. Chị Ly nhất quyết là vào đây để xem chị có gì ạ. Ôi trời ơi, đúng rồi đây, tức là sò ghê nhá. Đấy, hôm nay là Nga đang sử dụng công nghệ máy để mình xử lý nốt cái mỡ tầng sâu của bạn ấy một chút thôi. Đấy, còn lại một lát nữa thì Nga sẽ sang để định hình và form làm săn. Còn Ly yên tâm là bởi vì bạn Nga đã làm rồi thì ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm dịch vụ. Đấy, đến đây em thấy máy móc như này là em cũng yên tâm rồi. Đấy, thế thì Ly đừng có thể đứng sang bên này một chút để cho các bạn ấy hỗ trợ cho bạn Nga. Và thực ra là số đo như thế này đã đẹp lắm rồi thì một lát nữa thì mình sẽ cùng sang để định hình vào form làm săn chắc nữa. Đã là ok, cũng chuẩn bị xong rồi đúng không ạ? Thế thì tình yêu của tôi thì xem hôm nay như nào nào. Quá trình mong muốn bây giờ lượng mỡ như thế này, bây giờ có mong muốn là giảm như nào? Trước đây là cũng em đã uống thuốc rồi đúng không? Em uống thuốc rồi, uống cái thuốc nào nó cũng kiểu mất ngủ ấy, xong là còn người mệt mỏi lắm. Vâng. Xong sắc mặt nó cũng kém nữa nên là không muốn uống thuốc nữa. Thì thấy tức là cũng làm rất là nhiều rồi nhưng không hiệu quả đúng không? Thế lượng mỡ dư khá là nhiều, khá là dày. Đó. Thấy nói Nga chung là... giảm thì hôm em mong muốn đến đây chúc Tết chị ạ. Nói chung là cứ yên tâm là từ giờ đến Tết là phải đẹp. Đấy, các bạn đẹp thế này rồi mà mình dần như thế này thì ngại lắm, chả dám đi đâu cả. Thế cứ phải nhìn thấy người thực việc thực, cứ phải thấy Nga chứ còn trước đúng là rồi. Theo dõi Korea lâu chưa? Em cũng thấy vài bạn em làm rồi nhưng mà cũng chưa tin là vì chơi thân với Nga, hai bạn chơi thân với nhau thì cũng... hai đứa ham đẻ nhiều đấy. Ham đẻ nhiều thế là mình là mấy bạn Nga ba bé, mình là mấy? Nhà em cũng ba. À cũng không kém đúng không? Vâng, đấy thì thấy Nga có giảm được mấy cân hôm nay là... người thật vực thật ngay từ những ngày đầu tiên đã khoe rồi. Mày với tao giảm được mười mấy cân thế là em theo đi luôn đấy. Có hôm nay thì đến ngày tao đi tiếp thì đi cùng luôn. Thế là đi luôn đúng không? Thực ra bây giờ cái lượng mỡ của mình là mỡ sau sinh, nó cũng tương đối là lỏng mà nhưng mà cái lượng nó rất là dư thừa rất là nhiều. Bao giờ là cô cố gắng quay về XS được như cô gái này nhá. Eo bây giờ chỉ cần có 60 thôi là đẹp lắm đúng không? Bây giờ không em đi, có 60 thôi, lúc không này lắp theo máy là không có được đâu. Lúc này lắp máy mà bụng rộng hết rồi, không thể nào vào form hơn được nữa rồi, đẹp lắm rồi. Thành ra là thôi thì nhỏ xíu này, bây giờ mặc crop top là được đúng không? Có nhiều bà mẹ là mong muốn là bây giờ là vẫn phải mặc xì tin một tí, là phải crop top cơ. Thế thì thực ra eo như thế này là mình có thể ok được rồi. Đó. Nga có thể chia sẻ với mọi người là cái liệu trình này đến ngày hôm nay là Nga giảm được như thế nào và cái quá trình thay đổi bản thân của mình ra sao, mình có thể chia sẻ cái hiệu quả của mình cho tất cả mọi người và tạo động lực làm sao mà để cho chị em quyết tâm làm đẹp từ giờ đến Tết. Mình đã giảm được 13 cân và 23 cm thì mình thấy bụng mình giờ nó còn chỉ còn da và xương thôi. Xương và da giờ nó hơi trùng một chút thì cảm thấy như thế là mãn nguyện lắm rồi. Thực ra cái lượng mỡ nó rất là nhiều. Ban đầu thì bản thân là Nga cũng không nghĩ là cũng nghĩ là bụng nó to như thế thì khi mà giảm đi thì nó phải nhăn lắm, nhưng mà thực tế thì bây giờ là nó cũng không có nhiều nhăn, nó chỉ hơi lỏng thôi, hơi lỏng một chút. Và cái quá trình này thì Nguyên vừa có chia sẻ đó, mình vừa xử lý bằng công nghệ để xử lý mỡ tầng sâu, xử lý nốt cái phần mỡ còn lại. Thế còn lại thì một lát nữa thì Nga sẽ được trải nghiệm cái công nghệ là định hình vào form làm săn chắc để tạo những cái rãnh cơ cho mình để làm sao mà bụng mình nó sẽ là sao eo nhất, nhỏ nhất và đẹp nhất có thể đó. Thế làm sao mà cô gái này bên cạnh này nhìn thấy bạn rồi, mục tiêu làm sao là cùng cố gắng để mình đạt đẹp được cái tạo được cái vòng eo của mình và đạt được cái kết quả cao nhất nhé. Tết nào là mặc body đi chơi được rồi. Phải đi chơi để có đồng bọn chứ, để mình đẹp này xong người ta béo như này là không chịu đâu. Thực ra bây giờ nhưng mà Nga có kế hoạch gì cho việc năm tới, Tết năm tới mình có mặc những bộ đồ hay có dự định gì với gia đình không? Em mọi năm thì toàn mặc váy kiểu suông thôi chứ không dám mặc ôm body cái gì cả. Năm nay chắc chắn là phải thỏa sắm thích đủ các loại kiểu cách mà mình có thể chắc mà mình thích mà mình không dám mua. Sau đợt này là phải sexy lên để thực ra là cô gái của tôi chắc chắn là sexy rồi, bởi vì ngày hôm nay lúc đến nơi bạn ấy đã mặc một cái váy rất là đẹp, nói thực sự là mình nhìn đã thấy mê rồi. Và cũng hy vọng là Tết này khai xuân năm mới thì làm sao nếu như bạn ấy có thể sắp xếp được thời gian mà đến để khai xuân của viện thẩm mỹ với những bộ đồ mà đẹp nhất, rực rỡ nhất. Nga có thể chia sẻ là anh xã của mình ấy, cái quá trình mà mình làm giảm thành công như này thì anh ấy có cảm nhận như thế nào không?
Anh bảo là nếu mà trước đây mà biết là giảm được như thế này thì anh cũng sẽ cho đi làm ngay, chứ anh không phải là tích tiền, anh chỉ sợ anh chỉ cần mất vợ thôi. À đấy, vợ đẹp thì phải bây giờ lại còn phải lo canh giữ vợ nữa chứ, đúng không? Có rất là nhiều người mà khi đến đây làm á, thì ban đầu thì bảo là mất tiền đi giảm mỡ rồi, nhưng bây giờ lại còn bắt đền vì cái tội là em mất tiền để em mua rất là nhiều quần áo mới. Sợ lo cho sức khỏe của mình chứ mà biết đẹp như này cho đi lâu rồi. Thôi nhưng thực tế khi mà ngắm được bà xã vừa khỏe mạnh vừa đẹp vừa có những cái body gọi là hấp dẫn như hồi con gái như này thì tớ nghĩ là anh nào thì cũng sẽ rất là mong muốn vợ mình đẹp như này thôi. Khi mà giảm cân xong thành giảm mỡ thành công thì mình thấy rằng là cuộc sống nó khác hẳn, mình người nhẹ nhàng và mình làm cái gì cũng không thấy ngại nữa. Tớ chưa ba gọi là ba tiểu tử tử ở nhà mà có hỏi mẹ không hiểu là sao mà dạo này mẹ đẹp thế và em bé mỡ của mẹ đi đâu rồi không? Có bạn bận út suốt ngày bảo mẹ ơi em bé mỡ đâu rồi, con thích em bé mỡ cơ. Thực ra là mọi người bụng mẹ. Mọi người nhìn với vóc dáng như thế này chắc chắn mọi người sẽ không thể nghĩ đây là một bà mẹ ba con và đã có em bé đầu tiên là 14 tuổi rồi đúng không ạ? Không, em bé đầu tiên nhà mình năm nay đã vào đại học rồi. Trời ơi. Bé thứ hai là học lớp 7 là con nhà mình. À thế à. Trời ơi, thế này thì nếu như để mà nói là thực sự là đi ra ngoài thì nếu mà đi với con thì chắc là họ gọi là chị em rồi chứ không nghĩ là mẹ con nữa, bởi vì mẹ rất trẻ và rất mẹ đẹp. Quá trẻ luôn. Ừ, và bây giờ khi mà lấy lại được cái vóc dáng rồi thì hoàn toàn cuộc sống là tự tin hơn này, hạnh phúc hơn này, rồi mọi thứ trong công việc của mình cũng được thuận lợi hơn đúng không? Đấy, trước đây là nếu như mà cái vóc dáng của mình nó cũng ảnh hưởng đến cả công việc đúng không? Đó thì đấy là cái mà thực ra là cái giá trị mà Korea mang lại cho khách hàng, không chỉ là mang lại về cái vấn đề ngoại hình phía ngoài, và Nguyên cũng mong muốn là tất cả các chị em hãy lựa chọn đúng, lựa chọn phương pháp làm sao để phù hợp nhất, để vừa đảm bảo vấn đề về vóc dáng, vừa đảm bảo cải thiện sức khỏe và cái độ gọi là an toàn nhất cho mình. Đó thì cảm ơn Nga ngày hôm nay đã chia sẻ với mọi người, và cũng chúc là cho cô gái bên cạnh của bạn Nga đây, bạn Ly sẽ có một cái vóc dáng đẹp hơn nữa từ giờ đến Tết, và có thể tự tin giống như bạn Nga, có thể là lấy lại được cái vóc dáng của mình và thay đổi cuộc sống cũng giống như Nga đây. Cảm ơn rất nhiều. Chào bạn đấy cho chị Viên nhá. Cảm ơn rất nhiều. Rồi ok. Siêu đãi cuối năm, đón Giáng sinh dinh quà khủng, hàng ngàn quà tặng và tiền mặt trị giá nhất trong năm. Chọn gói giảm béo chỉ từ 25 triệu đồng, 100% khách hàng tham gia lộ trình trong tháng này sẽ bốc thăm để nhận được iPhone 13 Pro Max xanh điệu, xe máy SH 125i đẳng cấp, hàng trăm chỉ vàng SJC gấp gánh, cùng hàng ngàn voucher tiền mặt trị giá lên tới 10 triệu đồng. Đặc biệt, chương trình hoàn tiền cực lớn, giảm bao nhiêu ký tặng bấy nhiêu tiền. Tất cả khách hàng có cơ hội trải nghiệm miễn phí công nghệ nâng cơ hai fan, kiến tạo được còng SLI hoàn hảo, chăm sóc vẻ đẹp toàn diện. Khách hàng giảm mỡ được tặng liệu trình trẻ hóa da đẩy lùi lão hóa. Với liệu trình tỏi đen Nhật Bản tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ 100% chi phí đi lại. Đi bóc ngay để nhận ưu đãi lớn nhất trong năm. Đón Giáng sinh dích quà khủng, duy nhất chỉ có trong tháng 12. Hệ thống Viện thẩm mỹ Korea, cơ sở 1, 100 triệu một vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, cơ sở 2, số 1 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng đài 1900 0361, hotline 0911 85 9999.